Xin chào các bạn đã trở lại với video hướng dẫn thực hành Google AdWords. Mình là chuyên gia Google AdWords Hà Đăng Nhanh. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt quảng cáo dạng văn bản rồi. Thì ở video tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt quảng cáo dạng hình ảnh. Thì đối với dạng hình ảnh của mạng hiển thị của Google thì nó sẽ hiển thị dưới dạng các banner quảng cáo như trên đây. Này các bạn để nhìn thấy đây. Đối với những cái trang liên kết Google thì các bạn sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy. Đó là quảng cáo Google đây, cái trang M13 này, bóng đá này, hay trang làm cha mẹ là những cái trang mà các bạn dễ dàng các bạn nhận thấy nhất. Thì để tạo được các banner quảng cáo này, các bạn truy cập vào tài khoản Google AdWords. Thì đối với cái phần tạo quảng cáo dạng văn bản này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là khởi tạo một chiến dịch mới hoàn toàn để các bạn cho bạn dễ tạo quảng cáo hơn. Thì sau khi các bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google AdWords rồi, các bạn sẽ bấm click vào tab tất cả chiến dịch. Ở phần tab tất cả chiến dịch này, thì ở phần kế bên giữa màn hình, các bạn sẽ lựa chọn là phần chiến dịch và các bạn sẽ bấm vào cộng chiến dịch. Ở phần cộng chiến dịch, các bạn sẽ bấm vào là chỉ mạng hiển thị. Vì cái mạng hiển thị này nó bao gồm là dạng văn bản và dạng hình ảnh, thì chúng ta sẽ vẫn lựa chọn loại mạng đó là mạng hiển thị. Và các bạn nhập tên quảng cáo. Ở đây mình sẽ lấy tên luôn là tên quảng cáo hình ảnh. Và các cái cài đặt này mình sẽ để nguyên. Ở video trước thì chúng ta đối với cái phần cài đặt này thì nó tương tự như kiểu dạng văn bản, không khác gì nhiều. Thì mình sẽ đi nhanh vào, chúng ta sẽ không đi chi tiết từng phần một. Ở phần này thì nó tương tự những cái phần cài đặt của dạng hình ảnh. Thì mình sẽ đi nhanh và chúng ta sẽ không đi sâu và nói nhiều hơn về cái phần, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái phần chúng ta tạo hình ảnh. Tiếp theo thì các bạn sẽ lựa chọn vị trí. Ở đây mình sẽ lấy luôn là vị trí toàn lãnh thổ Việt Nam. Và cái ngân sách của mình đó là mình chi cho 300.000 một ngày. Sau đó các bạn sẽ bấm lưu và tiếp tục. Tên nhóm quảng cáo mình sẽ để luôn là nhóm quảng cáo số 1. Và giá thầu mặc định ở đây là 2.000 cho một lần click. Cách chọn nhóm mục tiêu quảng cáo, nó cũng tương tự như ở dạng văn bản. Ở đây mình sẽ sử dụng phương thức nhóm mục tiêu. Đó là mình sẽ cho lựa chọn đó là vị trí đặt. Và mình sẽ cho xuất hiện trên cái trang báo bóng đá. Các bạn muốn thêm ở trang nào thì các bạn sẽ click vào hai cái mũi tên liền nhau này. Các bạn thêm sao. Rồi sau khi các bạn đã thêm xong rồi thì các bạn sẽ bấm vào lưu và tiếp tục. Trở về cái giao diện này thì tương tự như cái giao diện lần trước. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn. Đó là chúng ta nhập các cái tiêu đề mô tả, dòng mô tả 1, dòng mô tả 2 URL ở đây. Thì nó là quảng cáo dạng văn bản. Còn ở video tiếp theo này, chúng ta sẽ đi tạo quảng cáo dạng hình ảnh. Thì đối với phần tạo quảng cáo dạng hình ảnh này, nó có hai sự lựa chọn. Đó là một là các bạn sẽ tải cái quảng cáo chúng ta lên, là chúng ta thiết kế sẵn. Đối với cái dạng hình ảnh này thì Google có tất cả là 13 vị trí khác nhau. Thì các bạn sẽ lấy kích thước ở trong quảng cáo này là bao nhiêu kích thước, là mỗi kích thước nó là có chiều rộng, chiều dài là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ lấy xuống và các bạn đã thiết kế, sau đó các bạn sẽ tải lên. Còn không, nếu các bạn không thiết kế được thì các bạn có thể là sử dụng cái sự lựa chọn của Google, đó là Google sẽ dùng cái trình tự động của Google. Đó là các bạn sẽ click vào cái xem quảng cáo dựa trên trang web. Thì đối với cái trình quảng cáo này là các bạn sẽ nhập trực tiếp URL của các bạn vào, URL trang web của các bạn vào đây. Tiêu đề mô tả thì mình sẽ lấy tiêu đề mô tả mình đã tạo sẵn rồi ở đây. Cái nút nhãn đó là cái nút mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở ngoài, thì vào trong mình sẽ nói rõ hơn. Rồi sau khi các bạn đã nhập đầy đủ thông tin vào những cái mục này rồi thì các bạn sẽ click vào cho tôi biết ý tưởng. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái
cửa sổ thông báo hiện ra, thì Google nó đang dùng cái trình tự động này, nó quét trong app của các bạn để nó lấy các hình ảnh sao cho nó phù hợp với mẫu quảng cáo chúng ta. Rồi, chỉ rất là nhanh là Google đã tạo xong cho chúng ta rồi. Từ đây các bạn thích cái mẫu quảng cáo nào nó hiển thị thì các bạn sẽ chọn và các bạn bấm vào chỉnh sửa. Đối với phần chỉnh sửa này thì phần tiêu đề các bạn muốn thay đổi thì các bạn có thể là gõ cái tiêu đề khác, mô tả cũng vậy. Về phần chỉnh sửa này thì các bạn sẽ click sang hình ảnh hiển thị này và các bạn sẽ chỉnh sửa là các bạn kéo rộng ra. Đây, các bạn di chuyển này thì các bạn chỉ cần di chuột vào cái quảng cáo này tự động là nó sẽ hiển thị chúng ta thôi. Đây. Nó rất là hay là nó tự động tạo sẵn cho các bạn rồi. Các bạn không mất nhiều thời gian thiết kế nữa. Trên đây mình sẽ demo một cái thôi. Các bạn có thể thay nút đăng ký ngay, thì đây là nút đăng ký ngay là các bạn nhìn thấy. Các bạn bên cạnh đấy thì các bạn cũng có thể thay đổi màu cho cái tiêu đề mô tả của chúng ta. Đây mình sẽ thay đổi cái dòng mô tả của mình là màu xanh và cái dòng tiêu đề của mình sẽ là màu đỏ, là hai màu chính chủ đạo của cái banner quảng cáo mình. Rồi sau khi các bạn đã lựa chọn xong rồi thì các bạn sẽ di chuyển chuột sang cái kích cỡ khác, các bạn chỉnh sửa kéo to nhỏ rất là dễ dàng thôi, không khó gì cả. Cho cái logo chúng ta to ra một chút, to ra. Rồi sau khi các bạn đã chỉnh sửa cái mẫu quảng cáo chúng ta xong thì các bạn bấm vào hoàn tất. Ở cái giao diện cũ ngày xưa ấy, thì trước khi các bạn bấm hoàn tất ấy, thì Google thường xuất hiện các vị trí đó là 13 cái kích thước khác nhau đấy để cho các bạn lựa chọn. Các bạn thích hiển thị ở kích thước nào thì chúng ta các bạn chọn và không thì các bạn bỏ đi. Ở cái giao diện mới thì nó khác biệt chút, đó là các bạn bấm hoàn tất thì nó ra luôn cái giao diện chính này và các bạn kéo chuột xuống, các bạn kéo chuột xuống sau đó các bạn bấm lưu. Rồi sau khi các bạn bấm lưu xong thì nó trở về giao diện, xuất hiện tất cả các cái quảng cáo này của chúng ta. Ở đây thì nó sẽ hiển thị đầy đủ ra đó là 13 kích thước. Đây, 13 kích thước như này. Đấy. Thì ở đây chẳng hạn có một số kích thước mà các bạn không muốn hiển thị quảng cáo. Chẳng hạn mình ở đây mình sẽ lấy ví dụ đó là kích thước đó 120 x 600. Kích thước thứ hai đó là 160 x 600. Thì các bạn không thích hai kích thước này, các bạn có thể là chọn nó và các bạn vào phần mục chỉnh sửa ở trên này, các bạn loại bỏ đi là các bạn đã loại bỏ được hai mẫu quảng cáo chúng ta không muốn hiển thị rồi. Đấy, đúng không ạ? Tương tự như các kích thước khác thì các bạn cũng có thể là lựa chọn để chúng ta làm sao cho nó phù hợp. Ở có phần nữa đó là các bạn muốn chỉnh sửa lại cái phần các cái mẫu quảng cáo này thì các bạn vào mục quảng cáo này, quảng cáo này và các bạn click vào xem quảng cáo và hiện kích thước này. Ở đây thì nó sẽ cho lựa chọn các bạn xem lại này và chỉnh sửa thì các bạn bấm vào cái nút hình bút chì này, bút chì này. Đây thì các chúng ta kéo xuống dưới. Đây, chúng ta chỉnh sửa và chúng ta sẽ bấm vào chọn kích thước. Đây, ở cái bước này thì nó mới đầu mình cho chúng ta là chọn kích thước thì các bạn thích cái kích thước nào thì các bạn sẽ lựa chọn. Ở đây mình sẽ bỏ đi hai kích thước đó là 468 nhân với cả 60 với cả 728 x 90, mình sẽ bỏ đi các kích thước này. Rồi sau đó mình sẽ bấm hoàn tất. Tiếp theo mình bấm mà lưu vào xem chưa. Rồi xong bấm lưu.
Rồi. Đây các bạn có thể thấy xuất hiện rất nhiều các banner quảng cáo chúng ta. Thì đây được gọi là một banner quảng cáo của các bạn. Đây được gọi banner. Nó có mỗi khi nó có rất nhiều kích thước khác nhau. Thì các bạn có thể là tùy vào cái quảng cáo chúng ta, các bạn muốn hiển thị như nào cho đẹp, kích thích được người dùng thì các bạn là lựa chọn để cho nó hiển thị. Thì trên đây là video mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt quảng cáo dạng hình ảnh của mạng hiển thị của Google. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.